Offline Bò Sát có gì vui? Hôm nay thì tôi sẽ đưa mọi người đi tham quan cùng với tôi nha. Trước mắt tôi là một bé Na, ý lộn bé Trăng. Bé này nhìn thì khá dễ thương nha mọi người, nhưng mà tôi không dám đụng. Tiếp theo là một bé Savan, nhưng mà bé này tôi chịu nha. Tại con này nó chịu nằm im trên tay tôi để cho tôi vuốt nó vậy nè. Dạo quanh một phòng thì thấy bé Rùa dễ thương quá mọi người. Đang cõng bé Rồng Út trên lưng nữa chứ. Nãy giờ thì giới thiệu các bé dưới đất rồi, bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người các bé ở trên trời Các nha. bạn có thấy bé siêu ngầu không? Nhưng mà đoạn này làm tôi hết hồn nha. Kiểu này là chắc muốn bay đi tham quan các anh em đi offline hôm nay có vui không nè. Tôi thấy những chủ nhân của những bé này thì thật sự rất là yêu thương động vật luôn á mọi người. Nhìn cái cách o bé và chăm sóc các bé thôi rất là dễ thương và luôn. Còn rất nhiều loài bò sát trong buổi offline này mà tôi muốn giới thiệu đến mọi người. Mọi người hãy cùng đón xem trong những tập tiếp theo nha.